Cô ơi, bây giờ hôm nay là mình đi chợ nha cô. Phải. Hello, xin chào cả nhà thân mến của Quang Lê Lifestyle. Bên cạnh Quang Lê là sư cô Diệu Trơn. Cô nhớ là hồi đó cô tu Diệu nào? Tôi Diệu biết. Hồi trước đó là chùa nữ đầu tiên của Thừa Thiên Huế đó. Ồ, là một cái chùa là toàn sư nữ thôi. Ngày xưa là Quang Lê đi với bà ngoại, đây là dì ruột của Quang Lê, đây là em của mẹ. Bây giờ là dì đang định cư tại Mỹ, ngày nào cũng giúp cho Quang Lê là nấu đồ chay là rất là ngon. Tháng nào là đi ra là có một bàn đồ chay ăn nó ngon. Bây giờ mình đi chợ cô ấy. Bây giờ Quang Lê và cô sẽ đi chợ Việt Nam. Đây là một cái chợ rất là lâu đời ở trên thành phố Rosemith quý vị nhé. Đây là chợ Thuận Phát, người Việt Nam và người Hoa quý vị nhé. Hello cả nhà thân mến, bây giờ hai cô cháu đi chợ nha. Đây. Bây giờ mình đi vô hàng nào cô ơi? Mua hàng bưởi. Bưởi ha, ok rồi. Mua bưởi. Dạ rồi. Măng cụt cũng ngon nè cô. Mua 2 bịch, 3 bịch luôn. Có đồ hũ chiên sẵn nè. Đồ hũ tươi rất là ngon hả cô? Lấy chiên sẵn luôn về mình kho gì cũng ngon cô. Đây nóng nè, nóng hổi luôn nè cô ơi. Nóng luôn. Vải cô ơi, vải nè. Quái trại nó bự bự á, tị bự mới ngon. Đây, cam này cực kỳ ngon nha. Đến nữa nha là nổ. Mà con thấy là trong các cái món chay là món nào cũng có cà chua. Từ bún tới sốt cà. Đó. Cán chí cà chú ơi. Cô ơi, rợn trại đó kìa. Rợn trại đó ở dưới. Đây, trái mít này là Quang Lê chọn nha mọi người. Trời ơi, nó thơm vô cùng á. Dạ, em là Quang Lê Thư Anh à. Dạ. Hôm nay đi chơi, đi chợ với sư cô. Đây là cô ruột của em. Cái nấm này kho ngon lắm cô. Kho khuôn đầu rất ngon. Lấy luôn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Mọi người ơi là hôm nay Quang Lê đi chợ mua hơi nhiều nha. Đây 30 đô rồi, đây đủ nha. Cô có bao giờ đi chợ mà cô mua nhiều như hôm nay chưa? Chưa. Chưa. Có nhiều mà ít tiền thế. Có nhiều tiền đi. Hôm nay là đi chợ mua rất là nhiều trái cây. Mua hoàn toàn đồ chay nha mọi người. Hôm nay cô đi chợ cô rất là vui nha mọi người. Hi. Khế này là khế ông trai. Khế chưa mà có trái là chị hai nó có chồng. Trèo lên cây khế mà rung trái bưởi. Tôi đi dẹp cho khỏe. Dạ. Đi cái đối đi cực. Cô ơi, bây giờ hôm nay là mình đi chợ nha cô. Phải. Hello, xin chào cả nhà thân mến của Quang Lê Lifestyle. Bên cạnh Quang Lê là sư cô Diệu Trơn. Hồi đó mà Quang Lê... Hồi đó là cô nhớ con mấy tuổi lên chùa, cô nhớ không? Chút xíu. Hồi đó lên chùa, chùa cô nhớ là hồi đó cô tu chiều nào? Chùa Diệu Viên. Đó, hồi là... Sứ nữ Diệu Viên. Ở ngoài Huế là có một cái chùa mà chùa đó vẫn còn đúng không cô? Còn. Nghe rồi, bây giờ con con giống tên hay là đổi tên rồi? Con, ít nữa. Hồi xưa đó là chùa nữ đầu tiên của Thừa Thiên Huế đó. Ồ, là một cái chùa là toàn sứ nữ thôi. Ừ. Ngày xưa là Quang Lê đi với bà ngoại, đây là dì ruột của Quang Lê, đây là em của mẹ. Thì bây giờ là dì đang định cư tại Mỹ, thì ngày nào cũng giúp cho Quang Lê là nấu đồ chay rất là ngon. Và hôm nay là sẽ đi với sư cô để mà để cô chọn mua đồ chay. Tại sao mình ăn chay cô? Ăn chay là vì trong nhà mẹ cháu mình ấy cũng thầy ăn chay cho khỏe của người nè. Rồi ăn chay là thầy bớt tuổi. Dạ. Đó, mình bớt sạch sánh, mình ăn là thành hiền hóa người ra. Dạ. Mà con thấy ăn chay con thích à? Đó. Con thấy thường là ở nhà không có gì ăn, con ăn mì gói mà có cô qua giúp đỡ là con lại ăn được. Sáng nào là đi ra là có một bàn đồ chay ăn nó ngon. Đó. Mà ăn là nhẹ nhàng mà cháu cũng gầy bợt nữa. Dạ, ôi gầy quá. Bây giờ mình đi chợ cô ấy. Đó, đó. Đây, đi cô. Cô qua bên kia. Đi cô ơi. Cô xích béo vô nghe.
Kính thưa quý vị, đây là cái con đường Rosemead. Cái con đường này cách đây khoảng 3 tháng thì mưa, bão, rồi bị dột và ổ gà rất là nhiều. Quang Lê đi xe là bị vấp mấy cái ổ gà rất là nhiều lần. Tuy nhiên là bây giờ thì rất là mừng bởi vì thành phố đã sửa đường và bây giờ là đường là đẹp như trước rồi, không có hư hại gì hết. Nên là cảm thấy là mình là công dân Mỹ thì mình đi làm và đóng thuế, thì đây là cái thành quả mà mình cảm thấy rất là hài lòng. Vì cái con đường này hồi trước cách đây mấy tháng là bị ổ gà dột hết, mà đi xe là bụp bụp là hư lốp hết quý vị ạ. Nhưng mà bây giờ là đường đã hoàn thiện và rất là đẹp luôn. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình đi làm công dân và mình đóng thuế thì mình lại được hưởng những cái cơ sở hạ tầng rất là tuyệt vời. Cảm ơn nước Mỹ. Bây giờ Quang Lê và cô sẽ đi chợ Việt Nam. Đây là một cái chợ rất là lâu đời ở trên thành phố Rosemith quý vị nhé. Đây là chợ Thuận Phát. Đây, người Việt Nam và người Hoa quý vị nhé. Quang Lê Travel xin chào đại gia đình của Quang Lê. Hello cả nhà, bên cạnh Quang Lê là một anh bạn, Danko. Đây là một người anh sinh sống tại nơi đây. Và quý vị có đoán được là Quang Lê đang ở nước nào hay không? Chắc là không phải không? Bây giờ mình nhích qua đây nè, nhích qua đây. Đây. Tan tan ta tan. Một cái biểu tượng đằng sau là quý vị biết là trong giới nghệ sĩ như Quang Lê là nhìn là biết rồi, gọi là nhà hát, con sò, Opera House. Wow, anh ở đây bao nhiêu năm rồi anh? Chắc cũng là gần 20 năm rồi đó. Wow, bây giờ là Quang Lê và anh Danko đang có mặt tại Sydney. Thì Quang Lê xin giới thiệu luôn là tháng 12 là chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch 10 ngày 9 đêm cho hai thành phố của Úc Châu, đó là Sydney và Melbourne. Thì chắc chắn là quý vị sẽ đến để khám phá ở đây. Quý vị ơi, là tháng 12 này thì tour của Quang Lê đó là sẽ có là lịch trình là 10 ngày 9 đêm, ngoài những cái phong cảnh, những cái khám phá, những cái kiến trúc cổ. Đúng rồi. Đó. Thì ở Úc là có một cái loại ẩm thực đó anh. Có hai món mà cho những tín đồ mà yêu thích về hải sản đấy. Wow. Là cái món bào ngư xanh của Úc. Wow. Bào ngư xanh của Úc. Bào ngư những nơi khác thì là bào ngư đen, nhưng mà của Úc là bào ngư xanh. Và thứ hai nữa đó là cái con tôm hùm đỏ của Western Australia lobster. Đấy. Những nơi khác là con tôm hùm xanh mình thấy nhiều rồi ha. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đây là con tôm hùm đỏ. Trời ơi, nghe anh Danko nói mà tôi cảm thấy là tôi thiển cận và tôi rất là buồn. Tôi ăn được con bào ngư xanh mấy lần mà ngon thiệt. Yeah. Còn cái con tôm đỏ mà anh nói là tôi chưa bao giờ ăn. Yeah. Wow. Yeah. Đây quý vị ơi, có nhiều cái quang cảnh cũng giống như tựa là khi mình đi châu Âu á. Đúng rồi. Cái nhà thờ đó giống như mấy nhà thờ cổ bên châu Âu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái nét đẹp của Sydney á, nó nằm ở cái góc độ là khi nào mình đi á thì là những cái kiến trúc cổ. Yeah. Giống như là mình đi ở bên Anh Quốc, mình đi Âu Châu. Và khi mà mình ra phía biển này nè thì mình sẽ thấy được đó là nó mang cái dáng dấp thiên nhiên và hiện đại, cho nên nó mixture với nhau. Nó tạo nên một cái nét đẹp của Sydney mà không có nơi nào mà có được. Wow, hay quá. Kính thưa quý vị, và hôm nay là một cái ngày rất là đẹp luôn á. Bây giờ là quý vị nếu mà muốn mà tháng 12 này á mà đi cùng với Quang Lê thì hãy đăng ký ngay bằng hotline trên màn hình. Số phone của cô Thảo hoặc là điện thoại cho Quang Lê Travel cũng có trên màn hình, 714-299-6687. Và anh biết không, tháng 12 này á là đặc biệt nữa, là có một cái đại nhạc hội rất là lớn tại thành phố Melbourne. Oh. Tại Crown Casino. Okay. Yeah, là khách đoàn của Quang Lê là ngoài qua đây là đi khám phá nè, đi tham quan những cái kiến trúc cổ kính nè, rồi còn được thưởng thức những cái món mà vừa rồi ông giới thiệu rồi, là Quang Lê là hào hứng rồi. Còn cái món mà không thể nào bỏ qua nữa là cái món phở an. Và bây giờ khi mà quý vị đến tháng 12
thì thời tiết mùa xuân rất đẹp. Chương trình Úc Châu thì cái dịch vụ rất là gọi là xịn sò luôn á. Nhưng mà công ty Quang Lê Travel đã đưa ra một cái giá rất là nhẹ nhàng, gọi là giá ưu đãi đó. Đây anh ơi, ví dụ mà trong đoàn mà có một người mà 12 tuổi đi thì mình phải ưu đãi đúng không anh? Đúng rồi. Yeah, ok. Nếu mà trong gia đình quý vị mà đi du lịch mà có một trẻ em mà 12 tuổi trở xuống thì Quang Lê sẽ ưu đãi là giảm 500 đô la. Khi quý vị đi du lịch với Quang Lê Travel thì Quang Lê sẽ tặng quý vị cái bảo hiểm Travel để lỡ mà quý vị có ốm đau hay là bất cứ xảy ra cái gì trong cái chuyến đi thì có cái bảo hiểm y tế lo thì nó an tâm hơn. Nên là quý vị còn chần chờ gì nữa, hotline ở trên màn hình, hãy bàn với gia đình là năm nay có muốn đi mùa xuân châu Úc với Lê hay không, đúng không? Qua đây để mà cùng tham quan. Và khi mà đi với đoàn Quang Lê thì mỗi người mang một hành lý lớn 50 pound, một hành lý nhỏ 19 pound và một cái xách tay là đủ rồi. Đó, nếu mà hai vợ chồng thì mang nhân đôi lên thì cũng là nhiều đó. Đúng rồi. Yeah, một lần nữa cảm ơn quý vị và Quang Lê hẹn gặp lại quý vị tháng 10 tại Sydney và Melbourne ở nước Úc nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello cả nhà thân mến, bây giờ hai cô cháu đi chợ nha. Đây. Cháu vô trong nè, cô đi kẹo chiếc xe đó. Nè, cô lấy nón đi rồi đi. Không cần. Không, con hết rồi, vô đây không cần, cô đeo nón cho đẹp. Con hết rồi, giờ cô cần nè. Con che nắng thôi. Cô ơi, ở đây có bán đồ ngon quá nè. Ơi, ở đây bán đồ chiên nè, chuối chiên nè. Hello, bữa nay đi chợ với cô. Đây vô thăm cô nè. Cô Châu Thành. Cô khỏe không? Rồi, nay bán yến rồi nữa, dữ quá luôn. Dạ. Dạ, ăn yến, chào chú. Nay con đi chợ, đưa cô đi chợ mua đồ về nấu cho nè. Từ từ có xô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con đi chợ nè. Dạ, đi cô ơi. Đây, cô thấy cô không? Đó. Đi hướng này được cô. Bây giờ mình đi vô hàng nào cô ơi? Mua hàng bưởi. Bưởi ha, ok rồi. Mua bưởi về cũng. Dạ rồi. Trời này quá trời đồ ăn luôn hả cô? Ừ. Sáng giờ con chưa ăn gì, bây giờ vô chợ con cũng đói bụng rồi đó. Đó. Đây, vô hàng bưởi. Bưởi này là bưởi da xanh cô ơi. Bưởi da xanh mua về cũng. Măng cụt cũng ngon nè cô. Ừ. Măng cụt này là măng cụt, chắc là măng cụt Thái Lan phải không? Đó đó. Mua đi. Mua 2 bịch, 3 bịch luôn. Ừ. Mua về ăn cho ngon cô ơi. Ừ. Đây. Đây, con lấy 3 bịch được rồi cô ha. Ừ, được. Đó. Đi cô. Cái vai tệ nó về cũng. Bữa nay trái bao nhiêu cô, không có thấy giá à? Thấy 10 đồng thôi. 10 đô hả? Cũng rẻ đó. Con làm chịu măng cụt thôi. Thôi con mua thêm bịch nữa, mua thêm luôn. Con mua đi. Ăn cho đã lòng. Đổi lòng ăn một trại sim. Mê măng cụt là mua măng cụt. Dạ. Quang Lê là mê măng cụt vô cùng. Dạ. Thôi chân này đi. Thôi đi cô. Tam á. Dạ. Đi cô ơi. Cô mua đậu hũ về làm gì cũng ngon mà. Để lại cái bi đã. Cô muốn thì mình khỏi chiên, có đậu hũ chiên sẵn nè.
lấy đậu hũ chiên sẵn cũng được cô, khỏi mất công chiên. Vì mình kho. Mẹ ướt cái đậu hũ tươi nữa. Thì lấy luôn. Lấy cả hai đi cô. Ừ. Đậu hũ tươi rất là ngon hả cô? Tươi là ngon mà khỏe nữa. Đó. Đó. Có cần lấy đậu hũ chiên sẵn không cô? Có. Lấy chiên sẵn luôn về mình kho gì cũng ngon cô. Ừ. Con thấy cái loại này cũng ngon nè. Về kho cái này sốt cà chua nè. Ừ. Đó, lấy cái này về sốt cà chua nè. Ba bịch nha, bốn bịch nha. Ngay có lại cái phồng phồng nữa nè. Cái phồng phồng đó con cũng không thích bằng cái kia. Ừ. Thôi cứ lấy đi. Đây. Thôi chân mẹ, này cho mẹ cái đậu hũ xanh nè mẹ ăn. Đậu hũ xanh nó mẹ thích này phải không? Ừ. Đây. Con lấy sữa đậu nành không đường đi cô. À. Con muốn cái sữa đậu nành no sugar đây nè, đây. Đây nóng nè, nóng hổi luôn nè cô ơi, nóng luôn. Nóng hổi luôn. Không để cái này không đường. Không đường, không đường, có ghi nè. Nè. Hay lấy hai bịch nha, không đường lấy hai bịch nha. Đó. Rồi cô lấy đường không thì lấy nè. Thôi, con cậy ở da chứ ăn chứ. Rồi đi cô. Lấy một cái đi cậu. Thôi lấy một con đâu uống nhiều bỏ lại đi. Rồi đi cô ơi. Vải cô ơi, vải nè. Mua vải luôn, con cũng thích ăn vải nè. Lấy cái thôi. Thôi lấy hai cái đi. Đây. Cô lấy cái quái trại nó bự bự á, tị bự á mày ngon. Ý nhau. Quý vị ơi, vải là có 2.99 là một pound. Là 1 kg là khoảng 101.000. Ở Mỹ mà có cái giá này là cũng rất là rẻ quý vị nha. Không, con thấy bịch này bự nè cô. Nè bự này bự nè. Đây bịch này bự nè. Thôi rửa nãy đi. Đi nghe. Đây hai cô cháu đi mua trái cây. Không muốn thì cám cũng. Nhưng mà phải cám ngon nghe, cám đi là con thể là coi như là rá đi là mẹ đã dằn dò. Cám chúa múa lạy, ngọt bồng chở múa, phải không cô? Thầy nó hẳn được tươi quá bên đi nè. Không, có thể cái cám ní hẳn ngon bằng cám cái giá ăn dây quá. Có lựa cái trị múa mà không dây giá đó có mình thích. Ừ, cái này không bự cũng có ăn thì cũng ngon cô ơi. Quá thử đấy, thử nốt đi. Dạ rồi. Dạ, chào cô, chào chị. Dạ. Hôm nay là đi chợ, đây là sư cô là dì của em, dì ruột. Dạ. Đi chợ. Dạ dĩ nhiên. Trả tiền cho sư cô chứ, trời ơi được sư cô nấu ăn chay mỗi ngày sướng quá. Dạ. 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 Thì Hà Thanh Xuân xin được rất là vui để chia sẻ với quý vị một chuyến đi nữa cùng với lại Quang Lê Travel, đó là chuyến đi Nhật Hàn vào mùa thu cho quý vị. Đây là quý vị ơi, với mùa thu Nhật Hàn. Kính thưa quý vị, là một năm là hai mùa đắt giá nhất của Đại Hàn. Xuân và mùa thu. Bây giờ là chỉ mới là tháng 4 thôi, nhưng mà vì Quang Lê biết là cái tour này rất hot và số lượng của tour cũng chỉ là đâu đó 50 mấy người thôi. Dạ. Nên là quý vị phải đặt ngay với hotline. Với hotline của Quang Lê là 714-299-6687 và hotline của cô Thảo thì là 714-749-7896. Khi mà quý vị gọi đến là quý vị sẽ nói là tôi muốn đi đâu. Nếu quý vị xem clip này thì quý vị sẽ nói là tôi muốn đi Nhật Hàn vào mùa thu. Mà quý vị xem clip trước thì quý vị sẽ nói là tôi muốn đi Đài Loan và Thái Lan thưa quý vị. Mà quý vị xem clip trước nữa thì quý vị sẽ đi Singapore và Hàn Quốc. Chỉ mong được gặp gỡ tất cả quý vị thật đông, với 50 chỗ thôi nha quý vị. Dạ. Mình nhanh tay đặt chỗ và cùng với Quang Lê Travel với tour du lịch Nhật Hàn vào mùa thu thưa quý vị. Quý vị nhớ nè, là ngày đi nè. Ngày đi là mình sẽ có lịch đây nè, Quang Lê đọc quý vị một lần nữa cái lịch trình nha. Ngày 24 tháng 10 năm 2024 là mình khởi hành từ Los Angeles, và đến ngày 5 tháng 11 mình là sẽ quay trở về từ Hàn Quốc sẽ trở về Mỹ.
và mọi payment thì quý vị có thể là Zelle nè, WeChat nè, Wire Transfer, và một cái quan trọng nữa là quý vị có thể trả bằng thẻ credit card. Chỉ cần gọi Quang Lê và chụp hình cái thẻ mặt trước mặt sau, gửi riêng số điện thoại Quang Lê, đừng gửi lộn số khác nha. Và xin thưa quý vị là nếu quý vị trả bằng credit card thì chúng tôi sẽ charge thêm 3% service charge. Một lần nữa Hằng xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Oh. Đó, mua chanh mới lạ đời đó, nhà mình nó một vườn chanh. Mà cái chanh mà chặt hết mà chưa phải đi mua chanh này có thể không? Thì chanh nó khỏe được chanh cho Lê uống nha. Dạ. Cho Nốt uống nha. Tên ở nhà là Nốt. Nè, ở đây trái cây tươi của cô ha. Tươi quá. À, chanh là 1 pound á, là 1 đồng 49. 1 pound là 2 pound là 1 kg. Thì 1 đồng 49 là nửa kg. Nửa kg tương đương với là nửa kg mà 1 đồng rưỡi là khoảng 30 ngàn. Đây, chanh 30 ngàn 1 kg quý vị ơi. Mắc rẻ tôi không biết. Con nghĩ là thôi đừng cúng cam nữa cô. Cam này không ngon đâu. Tươi đây. Con thích cái cam mà cam Florida mới ngon cô. À. Hoặc là cam Cali mới được. Tại sao mà mình phải mua cà chua, cô có thể chia sẻ được không? Vì cà chua này là để cho cháu có cái chất gái tâm bín C trong, vì có hông câu mua hông lên đây cho cha giá cháu cho tốt này, rồi cháu ăn cho có sức khỏe cháu hả. Mà con thấy là trong các cái món chay là món nào cũng có cà chua, từ bún tới sốt cà. Đó. Cái kho khuôn đầu rồi ca cho cháu ăn. Mà cảm thấy mà, con thấy cảm thấy mà kho khuôn đầu mà không có cà chua là thấy bớt ngon rồi đó. Đó đó. Mà Lê là thích ăn khuôn đầu kho cà chua. Dạ, người Việt Nam mình là thích là sốt cà. Ừ. Ví dụ như người ta ăn mặn thì người ta lấy cà thu sốt cà. Đó đó. Đó. Cô chặt để có cái cam mới thử ta. Cam này con thấy ngon hơn nè. Đây, thà cô mua cái này con đồng ý nè. Đây, cam này cực kỳ ngon nha. Cô coi cái bịch nào mà có được được á, có thằng Hứa á. Bịch này đỡ hơn không cô? Đỡ hơn cô. Tại mấy? Một bịch là 10 đô. Này là Song Hỷ Oren 10 pound. Lần pound 1 đô đó, bịch này 10 pound nè. À, lấy cái đi hả? Con thấy lấy thôi lấy bịch này đi. Được không? Đây, bịch này thấy ngon ngon nè. Cái đi hả? Cũng được á, cái này chạy hư không hư không không sánh nữa rồi. Rồi đi lấy đi cô. Đó. Đi tiếp cô ơi. Mua này chuối ve cũng. Rồi, cô mua chi là cô mua. Con thấy này đi ngon này, này nó sánh đẹp này cô. Sánh nó phải nở gai. Đẹp, đẹp quá. Không, con thấy tải đi ngon cô. Cái này là chín vừa này, thôi lấy luôn đi. Này đi đi. Này. Dạ, cô lấy thêm này nữa đi cũng được. Này sánh này cũng lâu này đẹp nè. Này nó đẹp á. Chứ nợ khến. Dạ. Ok cô. Tại đi được. Dạ. Dạ. Có lượng mấy trái ngon à. Dạ. Dạ. Chú Ấn thấy thì chết. Chú Ấn thấy lấy nãy. Ok, rồi thank you cô nhiều. Dạ. À. Quá đẹp, tôi cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều cô. Dạ dạ, chú cứ lấy đi. Quá ngon luôn. Nó ra một đống luôn, có cái này nó dưới này nè. Dạ. Rồi dày được cố sao? Dạ. Dạ cán chi đang chủ. Hả? Dạ cán chi. Ồ dày á. Dạ. Đang cán chi cà chủ ơi. Chủ con lấy đi. Cùng quê hương nấu ngờ kinh túi đây. Cô ơi, rận tại đó kia, rận tại đó ở dưới. Cũng ngồi này ngờ kinh túi luôn. Dạ được rồi, tại đi lăng tư rớt chẳng thấy cổ đây. Dạ, không sao thôi. Tại nó bỏ lại cho. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, 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 dạ. Đi cô ơi. Chào chào. Lần đầu tiên gặp hả? Hôm nay đi cô. Dạ. Cô. Dạ dạ, bữa đi cháu nó ốm. Dạ, bữa đi ăn cháy à. Dạ. Dạ. Cô, con thấy cái miếng này cũng bự đó cô. Cái này cũng bự đó. Nhưng mà một lạc nữa mình qua bên chỗ này là chuyến mặn mịt lường mình ngon rồi. Không mà đang chín đây cháu đi. Không, một lạc nữa con quá, chỗ này là bằng mịt vô cùng ngon.
Mẹ, mẹ đưa địa chỉ rồi. Cái tiệm mẹ là cô Mươi Đông Bạc à. Cô thích thì cô mua, cô mua đi. Ăn còn mẹ thích. Con thấy trái này được nè, không, để trái đó không ngon, trái này nè. Lấy trái này gai to này, ngon này cô. Đây, con chọn trái này. Đấy rồi, con thích trái đó đó. Cô bưng nồi khôn, lấy thêm. Cô về dọn đồ lại, thằng vốn dẹp hết đồ của mình đó. Hay là mình hất cái này lên, mình bỏ đây nè cô. À, phải. Đúng rồi. Đây, trái mít này là Quang Lê chọn nha mọi người. Trời ơi, nó thơm vô cùng á. Không, con thấy trái này được nè cô. Cái gai bự nè. Quý vị thấy là cái gai mít nó rất là bự, thì muối sẽ rất là to. Chào chú ăn mít à? Quả này con thấy cũng... À không, quả này là ngon nhất bây giờ. Con đã lấy rồi. Không, con thấy quả này cũng được chú. Quả này ok đó, chú lấy đi. Ăn nhiều ngày. Được không cô, được không? Dẹp con... Dẹp không? Không. Dẹp chưa? Không, được rồi. Đi cô ơi, đi. Dạ. Thôi chào bạn. Dạ. Cô có mua khoai môn thì mua đây, khoai môn mẹ thích ăn nè. Có thể là môn nào ngon cả. Mẹ thích môn đi nè. Đây, lấy luôn đi cô, lấy đi. Muốn đi về hấp mà ăn. Lấy cho nhiều cho mẹ thích ăn mà, con thích nữa. Nhưng mà cô phải nấu chè có mày ngon. Chè muống, đi về nấu chè muống vị gân nhỉ. Dạ đúng, nó bỏ ít đường thôi cô nghe. Dạ con là quán lê đấy chủ. Dạ. Ai đâu có thể là người mà thon trẻ như thế này. Con chú thấy con thon thả hả? Thon thả chứ, mình trong phim mập cơ mà. Cháu qua đi ăn trái. Dạ chào anh. Chú hôm nay chú gặp con chú thấy con thon thả hả? Thon thả rồi chứ, mà trên đây mà bự quá. Vừa đi chậu. Ô mừng quá, hôm nay chú nhận ra con ốm hả? Dạ chứ ăn chay uống đi. Ăn chay này giờ ăn chay rồi đó. Ăn chay nấu chay ăn cho ổn bự. Về làm việc có ăn gì đâu. Thôi chào cả chú. Dạ. Dạ. Dạ lùi đây mua cây mà. Đi nhậu về thôi. Dạ. Chào chú nha. Cô có mua mười loài này, khoai môn này ngon nè. Đây, cái này là ngon này cô. Về hấp lên ăn ngon vô cùng. Đây, cái củ này nè. Lấy củ đi. Lấy củ được rồi. Lấy đi cô, ngon lắm. Một củ được rồi cháu. Đó. Lấy một củ ha, về nấu chè ha. Thôi lấy hai củ đi cô. Nếu mua phải mấy năng nỉ cô nữa đó. Lấy hai, con thấy củ này cũng ngon nè. Được rồi. Đây. Có khoai lang không cô? Khoai lang đi ngon này, khoai lang trắng nè. À mua nấm, quên đi mua nấm. Dạ. Mình mua ít khoai đi cô, hai. À. Mua khoai cô nè. Khoai ốm này, khoai mua ngon. Khoai nào ngon ốm? Khoai này đúng không? Thôi mình lấy khoai này. À. Mà con thấy khoai này nó mắc hơn. Dạ. Khoai này là Nhật. Dạ vâng. À. Thôi lấy khoai mật đi, con thích ăn khoai mật. Khoai này đi. Cô lấy khoai này đi. Đây là cái bi này nè. Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi, nếu có buồn trong giây lát là thôi. Em về đi, tương lai em còn đó. Ôi đây là một bài hát mà con Lê rất là thích. Một người yêu âm nhạc, mình có thể hát trong tình huống nào. À, không ngại đông người đang đi chợ. Dĩ nhiên là ở đây là người Hoa nhiều quý vị ạ. À, qua Lê hát thì họ chỉ biết là Lê hát thôi, chưa chắc họ nhận ra mình là ca sĩ. Đang đi tìm cô nè. Cô ơi cô. Ơi. Cô mua rồi. Đây. Đi hả? Bây giờ Quang Lê phải kéo cái này theo nè quý vị. Đi tìm sư cô. Quá mua nậm cô ơi. À, mua ít bỏ rau muống về mà ăn nè. À. Đây nè, có gừng ngon nè cô. À. Đây có bịch gừng rất là ngon quý vị ha. Nè. Gừng này là mình có thể là làm nước xả gừng uống rất là tốt cho tiêu hóa, tan mỡ luôn. Còn đây hôm nay là mình phải ăn ít bỏ nó ngon lắm. Cô ơi. Đây là trái bí đao nha quý vị. Nè quý vị thấy trái bí đao rất là bự nha. Bí đao này là thường người ta nấu cho làm nước bí đao uống rất là tốt. Hôm nay cô mua những rau gì nè? Rau muống.
rau muống trắng. Rắn cái rau muống chứ mà bừ quá đi. Rau muống trắng đâu. Không, con thích cái rau muống nhỏ kìa, có không? Có. Mà tại vì rau ni rẻ hơn hay rắn? Không, rau ni ngon hơn. Con thích rau muống nhỏ, đổi chút. Đổi bỏ lấy rau muống nhỏ nghe. Quang Lê thích ăn rau muống nhỏ. Đây, cái rau ni này cô. Rau ni mày là con thích nè. Đấy. Quang Lê thích ăn rau muống nhỏ. Tại vì mình người thon thả, mình thích ăn món thon thả. Đi mua nấm cô ơi. Lấy gừng chứ ra nó đó. Lấy miếng gừng cô. Quang Lê và Như Quỳnh xin trân trọng kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Yeah, xin chào quý vị. Wow, quý vị ơi, ngày hôm nay là Quang Lê mời Như Quỳnh nói chuyện với quý vị để mà chia sẻ đến một chuyến hải trình 5 sao. Wow, 5 sao nha mọi người. Đố chị Như Quỳnh là chuyến hải trình 5 sao này mình đi nước nào? Đoán thử. Đoán đi. Pháp. Trúng. Ý. Trúng luôn. Tây Ban Nha. Trúng luôn. Kính thưa quý vị, là chúng tôi sẽ có một chuyến hải trình từ 6 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 11 là 10 ngày 9 đêm. Thì kỳ này là trên chuyến du thuyền này là chuyến du thuyền 5 sao. Thì mùa thu năm ngoái qua đây cũng đã làm một chuyến hải trình rồi. Thì năm nay đến hạn lại lên. Tại vì chị biết là người Việt Nam mình rất là mê với châu Âu. Đúng rồi. Thì qua Pháp mua đồ, qua Ý xem đấu trường La Mã, xem cái cung điện của Đức Giáo Hoàng đó. Rome nữa. Đó. Rất là đẹp, rất là cổ kính luôn. Nên là tháng 11 năm nay mùa thu, mọi người nghĩ là mùa thu là sẽ lạnh nhưng mà không. Mùa thu là rất mát. Năm ngoái đoàn Quang Lê đi thì quý vị biết là mùa thu thì mọi người thậm chí không có quàng khăn nữa, cởi ra luôn. Quý vị có tưởng tượng là khi mà đoàn Quang Lê mà đi sang châu Âu là Quang Lê cho ăn cơm mà cơm Việt Nam chén nước mắm. Qua trời Âu mà ăn chén nước mắm với cá khô tộ canh chua, có ai gì giống em không? Để đi tìm tòi. Thì em phải đi trải nghiệm trước, chuẩn bị trước hay sao? Trải nghiệm trước và sẽ contact trước. Một cái trọn gói du thuyền 10 ngày 9 đêm dưới 5 ngàn. Dạ, mà du thuyền thì quý vị biết là có 3 hạng mục. Phòng inside là phòng không cửa sổ thì cái giá rẻ nhất. Cái giá đó thì rất là rẻ. Rồi sau đó là mình có một cái dạng phòng là ocean view, là có cửa sổ. Và có một cái phòng là phòng ban công, là quý vị mở toạc cái cửa ra, chạy ra ngắm biển như Titanic luôn. Đấy, thì mỗi cái hạng mục phòng như vậy thì còn mong gì nữa. Xin quý vị hãy gọi hotline ở dưới màn hình. Đó. Bây giờ có hai số quý vị có thể gọi. Bây giờ con lại đọc số cô Thảo. 714-749-7896. 714-749-7896. Hoặc quý vị có thể gọi cho Quang Lê Travel bằng số 714-299-6687 có lên trên màn hình. Và hy vọng là tháng 11 năm nay quý vị sẽ cùng với Quang Lê và Như Quỳnh cùng khám phá châu Âu. Khi mà quý vị gọi cho Quang Lê là Quang Lê đưa một cái bảng giá rõ ràng, đưa nhắn tin nguyên một cái chương trình. Và khi mà đi với Quang Lê là Quang Lê đưa một cái chương trình hàng ngày mà mình sẽ làm gì, có từng ngày và thời gian và khách sạn đầy đủ là mình sẽ làm gì có trong một cái chương trình. Ok, bây giờ là Quang Lê cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Như Quỳnh. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tháng 11 năm nay, ngày 16 cho đến ngày 16 tháng 11. Chuyến hải trình 5 sao châu Âu cho 3 nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Xin chào quý vị. Chào. Có đậu nực gừng á cho con uống ngon nè. Thôi mua ít nấm nữa bác ve thôi. Đúng rồi cô. Cái chợ này là chợ của người Việt Nam, người Hoa, nhưng mà hôm nay là mở nhạc Việt Nam quý vị ạ. Cô chọn nấm đi cô. Con thấy là nấm này ngon nè. Mà con thích ăn cái nấm này nè. Nấm lý hả? Lấy 2 cái đi, lấy 3 cái luôn. Thôi 2 thôi. Thôi 3 cái về ăn chứ đà lòng cô ơi. Này mà cô sao ngon nè. Cô lấy ớt hiệp không? Lấy bịch đi. Lấy ớt hiệp đi. Lấy không mà bị cái ớt này là cô biết là về lắm. Cô ngâm muối, ngâm muối để ăn lâu ngày. Tưới gì? Dạ để đúng rồi. Tưới con cái còng xanh rơn ấy. Đợi một trong bao nhiêu mà được cái bịch ớt mà bừ mà ngon như rửa. Cô tưởng tượng mà một cái ớt mà ra bao nhiêu trại đây nè, mà cái này còn 5 đô la. Mình chờ do trại ớt ra mòn mỏi. Bây giờ mình trồng trại ớt mà chờ ra quả mòn mỏi cô nợ. Mà chứ mua cái đi là 5 đô la là 100 ngàn là còn một cái ớt quả như cho hại cho gậy lắm.
thì là mình phải khen người trong ở có hỉ đó, đó. Đó, thêm cái nậm đây nè. Ừ. Đây là có biết nậm chi không? Nậm chân ga rồi. Nậm đuôi ga. Ừ. Sao mà cái nậm mà còn kẹo trân tuột vô nữa cô? Luôn. Không có, là rồi. Nậm thôi mà, chứ không phải là ăn cái này. Cô nghe cái đuôi ga cô lại bỏ luôn. Lại ít cũng khoái phải không? Đó, cô lại mẹ cô khoái đi. Này. Cô, con hỏi là cô tu là năm cô mấy tuổi? Năm nữa khoảng tốt nghiệp lớp 12. Wow. Tốt nghiệp lớp 12 xong mà đắng mà vì đắng cô đi tu. Từ vì ứng đi tu lâu rồi mà về ngoài cái nói thôi ở nhà đã dự án rồi rồi đó. Mà cô lên cô gặp sư bà nói răng mới tu chứ đâu sư ai nhận. Sư bà nói là phải về nói bá mà lên đây đã. Mà sư trước khi mà sư bà nhận cô, sư bà có hỏi tuổi không? Sư bà hỏi không cần hỏi tuổi mà đều hỏi phải đem cha mà lên xin đã mới cho. À, con từ đi rồi lắng cho. Sư bà chùa Diệu Viên hồi đó là sư bà nào nhiều sư? Sư bà Thường Chấn Hà Thống. Ồ tên đẹp quá. Sư bà Thường Chấn Hà Thống. Ồ tên quyền quỷ cáo sáng quá. Là cô lên xin sư bà. Xin sư bà nói đem cha mà lên đây. Cha mà lên đây rồi chứng nhận rồi mới cho đi tu là mới nhận. À rồi sau đó là sư bà nhận luôn. Sư bà nhận thì phải thử thách đã, phải coi thử ăn cháy có được không ý. À. Rồi cô học kính thuộc không? À. Nếu học kính thuộc thì chưa xuống tóc được. À là cô phải thuộc nữa. Thuộc kính mới cho xuống tóc ai cũng được hết. À đó. Mà hồi đó mình thuộc cái kinh gì mới được xuống tóc cô? Thuộc kinh Lăng Nghiêm. Trời ơi, kinh Lăng Nghiêm là khó lắm á. Đừng lấy chấm tay là thua, là tùng thôi chấm ngọ kính đó chứ hết. Đây cô phải cần phải thuộc chủ đại bí không cô? Chủ đại bí là năm trống nữa. À là... Thập chủ Lăng Nghiêm để mình đến thập chủ, mà thập chủ là chủ đầu tiên là chủ đại bí. À, thiên thù thiên nhàn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đà ra da da. Đó, đó, đó. Cô tùng hay không? Cô tùng đưa đó thôi. Đâu cô tùng thử con nghe câu, con lâu rồi chưa nghe cô tùng. Đó, cô tùng cho con nghe câu đi. Tặng cho khán giả ở trên fanpage của con nè. Vô thường thâm mê thâm vi diệu pháp bất thiên và thiệp mê năng tao ngộ ngã kim kiện văn đắc thọ trì nguyện dạy như lai chân thiệp nghĩa nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn cô. Trời, khi mà cô niệm Phật là Nam Mô là cô phải bỏ nón ra. Ồ, hay quá. Đó, thì tốn kinh Đức Phật á. Wow, khi mà cô niệm tới ngày Bổn Sư Thích Ca là cô bỏ nón xuống. Hay quá cô. Cô, mà cô nhờ con nhờ lên, cô dạy về con là Phật khắp nơi đúng không? Phật là Phật, Phật đại đồng. Dạ. Phật nào cũng là Phật hết. Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, Phật Di Đà, vô lượng Phật đều là Phật. Mà theo như kinh Phật dạy á, mọi loài chúng sanh đều có Phật. Phật dạ. Ở đây là Phật tánh, là có cái tánh Phật ở trong người, là cái tánh tư vi vốn có. Dạ. Ví dụ như mình thấy loài nhỏ nhất như là bò bay mấy cười, như con kiến đấy, con muỗi, con ruồi vẫn có Phật tánh. Dạ. À, là vì đang Phật tánh ở đây, ví dụ như con kiến thằng đi theo từng đàn để lấy thức ăn về cho con đó. Dạ. Đó là điều tốt đó. Đúng rồi. Thương con, tình thương là vô bờ bến, đó là cái tánh Phật đó. Dạ. Đó, rồi giống như mình là người, con người, mình muốn bảo vệ loài súc sanh, mình ăn chay. Dạ. Thì tất nhiên đó là tánh Phật của con người đó. Dạ. Mình làm điều tốt để mình bảo vệ sự sống của loài khác, là đó là Phật tánh.
Hay quá cô. Và Phật tánh, tức là Phật tánh là hiền khắp mọi nơi. Dạ. Đó, thành thử là Đức Phật dạy á, mọi loài đều có Phật tánh. Dạ. Cho nên là ai cũng muốn sống và ai cũng sợ chết. Dạ. Cho nên mình muốn sống, tại sao mình làm mất sự sống của cái loài khác? Dạ. Là không được. Hay quá cô, cảm ơn cô. Ôi, hôm nay nghe cô một... Quý vị biết là hồi nhỏ là Quang Lê là lên chùa ở với cô, là cô cứ nghe cô giảng bài, cái gì thắc mắc về Phật Pháp là cô giảng. Wow, hôm nay con mới nghe cô giảng đó. Wow, sư cô của Quang Lê là sư cô Thích Nữ Diệu Trơn. Đấy, là sư cô đang ở Mỹ với mẹ Quang Lê. Đấy, sư cô mẹ của Quang Lê là chị ruột của cô đây. Nhờ cô hay qua nhà giúp cho Quang Lê ăn chay nè. Cô nấu rất là ngon quý vị ha, mà rất là thanh cao luôn á. Không, cô dặn là không được ăn mặn đúng không? Ăn đường nè. Không được ăn mặn, không được ăn ngọt, không được ăn dầu mỡ nhiều, không được ăn cay cả chi. Đức Phật dạy cả chi cũng gọi là trống bình thôi. Dạ. Đức Phật nói là giống như cái giấy đàn nữa. Cháu lên đi hát đó, cháu biết giấy đàn rồi. Dạ biết. Ví dụ cái người mà nhạc sĩ mà họ muốn đàn thì cái giấy đàn quá cắn á thì nghe tiếng á khẹt khao. Dạ. Mà giấy đàn quá vui thì không nghe được âm thanh. Dạ. Cho nên giấy đàn mà đúng cúng bực, nghĩa là Đức Phật dạy là cái chỉ cũng trung đạo. Dạ. Trung bình thì cái giấy đàn mà nghe cái tiếng du dương âm thanh nó đi vào lòng người hơn. Dạ. Cho nên cuộc đời ở giữa này cũng là ăn cái chỉ cũng vừa thôi. Thí dụ mình ăn đừng quá nhiều mà cũng đừng quá ít. Dạ. Ăn để vừa để mà nuôi sống cơ thể thôi. Dạ. Đó. Thành thử họ nói là rằng mình sống để mà ăn là khác. Dạ. Mà ăn để mà sống lại khác hơn. Dạ. Mình nên là một người là ăn để mà sống thôi. Dạ. Cho nên cái lòng tham mình ít lại. Dạ. Đó, đứa đó đó. Hay quá cô. Dạ. Bây giờ mình đi mua khoai tiệm cô hi. Đó đó, khoai lang. Đây này, khoai lang đây. Không sao. Khoai này con thấy ngon này, cô nên mua cho con ít khoai này nè. Khoai nó khoai Nhật đấy. Đây con thích lắm. Mình mua thêm đi cô. Để lấy thêm cái bi đã. Đó. Con thấy là củ này ngon nè. Củ vừa vừa rồi. Đây. Thôi rửa nãy đi. Đây. Mua rửa nãy đi. Sợ nhiều quả ăn hết có hỉ. Quả húng rồi. Củ này thì không có thể củ này củ này thì ngon nè. Củ này cũng ngon. Củ này ngon nè. Thôi rửa nãy đi. Dạ, em là Quang Lê Thư Anh à. Dạ. Hôm nay đi chơi đi chợ với sư cô. Đây là cô ruột của em. Dạ. Dạ, dạ, chào bác. Đi cô hỉ. Có lại cái nọ quến thì thôi đây con lại cho. Dạ đó. Nói chào chú. Cô nấu chay rất là ngon nha mọi người. Ôi, ngon lắm. Không, con thấy hôm nay là mình mua trầy mịt ngon cô hỉ. Rồi, cái trầy mịt này để vai ngay là ngon lắm, đã tuyệt tân rồi. Có nghĩa là cô lại thêm một ít một cái nào, cái đuôi nấm đây nè. Đây đó. Lại thêm cái nữa. Không, để lại cái ní đây này. Nhà mình ăn chay thì mua nấm nhiều. Đó đó. Cái ní dễ nấu nè. Cái ní còn ngon của này, con lấy thêm cái ní hả? Ừ. Đây lấy thêm hai cái đi để về mà. Cái nấm này kho ngon lắm cô. Đó, đó, đó. Kho khuôn đầu rất ngon. Đó, đó. Lấy luôn. Thêm cái này hết thêm không? Thêm cô không? Cô đi hết tiền của cô nốt rồi đấy. Không, tiền là phù du. À, có chí mô. Hết là lấy chí để cháu tiêu. Không sao, cô yên tâm. À, không, cái nấm ní còn ngon này cô, nấm ní ngon nè. Đây lấy luôn về mà để trong tủ lạnh ăn. Trời chật tủ chứ. Chật không? Thôi chặt tụ quả rồi. Thôi lấy một cái đi. Lấy một cái nha. Rồi bây giờ cô. Bây giờ cô quá, còn mua gì nữa nè. Mua cho mẹ cái hem. Cái hem ha, đi mua hem chay nha. Dạ. Đi cô ơi. Đi chợ với cô. Cô ruột của em. Dạ. Dạ. À, sư cô không có chùa. Không có chùa. Dạ. Sư cô không có. Đệ Phật tử cũng nói là giúp cho cô có chùa mà cô không chịu. Cô nói cô tu, cô không có ở đâu cũng được. Dạ. Dạ.
trang hơn phải không? Dạ vì em cũng có chùa ở bên Huế rồi. Bên Huế có cái chùa, vậy là có cái thất của cháu xây cho rồi. Mình qua đây thì cháu vô lành qua đây thì mình cũng đi sinh hoạt rồi thôi, chứ cũng muốn lắm chùa. Dạ rồi có gì có dịp thì mình về quê hương lại rồi đó. Bây giờ cô đang mai mốt cô lên sóng truyền hình rồi, khán giả thương cô rồi, muốn cô có chùa rồi sao, con đâu biết. Thôi, không lấy, không lấy. Cô không lấy, mọi người ơi, cô không lấy chùa. Không, dạ, thôi, cùng mình để cho người khác đi, có nhiều người học cần. Đây. Chicago, mới qua mấy bữa rồi. Anh ở đây lâu không? À, ở đây chắc cũng khoảng chủ nhật về rồi. Vậy hả anh? Ừ. Hẹn gặp anh Chicago nha, em cũng hay qua đó hát lắm á. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cô thấy không, khán giả tấm lòng. Dạ. Nhiều khi là thương lại muốn cô có chùa. Thôi, thôi, có. Không, bây giờ cái chuyện đó để phân hạ hồi phân giải sau cô ha. Bây giờ mình đi chờ được thế. Nè cô. Mướp đắng. Ủa sao, quá nhiều thử. Cô phải mua cái món đi chứ con này sao, vì khuôn đầu quá giống như là mướp đắng sao trứng á. Không, trứng là ăn cháy, tại vì trứng gà ăn cháy được. Thầy ha, con thích ăn mướp đắng. Cái này là khổ qua nha mọi người. Thơm mà ngọt thì múa cố nợ, con nếu khốn thì thôi. Mua chạy đi để võng tủ đá khi mà ướt khó chứ chứ có. Rồi bây giờ mua hem cô ơi, mua hem. Mua hem đi ra ngàn đi nốt ơi. Rồi đi. Quang lấy kéo cho cô nè đây. Cô đi chợ mà sợ lê tốn tiền. Có bao nhiêu đâu. Đó. Mua cây salad nè. Đó. Cô mua bơ rô không kìa. Mua rồi. Mua thêm, có ăn thêm nhiều không? Thế lấy thêm bơ rô. Thôi thôi thôi, nhiều quá rồi không có chỗ để. Cô ơi, con muốn hỏi là tại sao ngày xưa chùa mình không có chịu ăn hành? Ăn hành là vì sư bà nói là ăn hành là có cái mùi thơm. Dạ. Cái mùi thơm quá thơm ấy mà sư bà sợ tông kính không linh. Dạ. Cho nên sư bà là mẹ cố mua sư bà và vất hết không cho ăn. Nhưng mà thật sự là tông kính không có linh. Dạ. Mấy cái vị đó là ngon quá, thơm quá là mình quên kính quên kề hết. Là sư bà không cho ăn hành? Không. Nhưng mà con thấy bây giờ là ăn hành bình thường được phải không cô? Không. Con thấy là hành ăn. Đâu có phải là thịt đâu. Biết rồi nhưng mà chùa cô không ăn. Chùa không chịu. Không. Rồi con cái sự tích mà tỏi cũng cho ăn là giả bồ đúng không? Tỏi cũng cho ăn. Nên mà giả bồ tạo ra cái sự tích rửa thôi cô hả? Sự tích là giống như là làm mặn rồi đó để mình làm giống như để hỏa thành cái đồ nữa để mà phần người xuất gia rồi đó. Là trong cái tích ngày xưa là nói là một liếng một liếng rồi là làm bánh báo thịt chó rồi quỷ thay thì quỷ thay đổ lên trở thành cái tỏi cái hành đúng không? Là giống như đó là cũng mình nhà chùa không muốn mình ăn những cái vị mà quá thơm. Dạ. Để làm mất cái sự linh nghiệm của cái sự thánh tình đó. Dạ. Thành thử ở chùa là không cho ăn hơn những cái vị mà kích thích để mà thơm tho để cho mình thích ăn á, không có chịu. Dạ. Mà chỉnh cố đấy một chục rau thơm cũng cũng muộn dung. Vậy hả cô? Rau chi cũng đau đau chứ cũng rửa thôi chứ không chút rau chi hết á. Con á là con phải ăn tỏi ăn hành con mới chịu, nhưng mà ăn cháy. Nhưng mà đợi cháu là người đời. Dạ. Mai mốt con đi tu con cũng phải ăn hành cô ơi. Khi đó là quỷ thay là muốn cháu xuất gia tốt ở một khía cạnh này, nhưng mà giúp cho cháu xuất gia thì phải bỏ bớt cái giới luật giống như thầy ăn hành tỏi. Dạ. Cháu không ăn hành tỏi thì cháu không tu được, thì thầy phải làm riêng cho cháu ở một chỗ khác không có ăn chúng được. Dạ. Hoặc là nấu riêng cho cháu ăn thôi. Dạ đúng rồi. Cháu không nấu chúng được. Đi cô ơi. Dạ. Hôm nay mua đi là nhiều chứ nè. Quá trời rồi. Hay là có cần mua thêm bia rô nhà mình còn không cô? Còn rồi thôi cháu. Cái này không phải là hành, bia rô thôi. Bia rô đây. Thầy ngon á, cô lấy đi. Có lấy cái rồi. Đó. Bây giờ mình không ăn hành thì mình ăn bia rô. Cái rồi thôi. Đó là giới luật thôi, nhưng mà con thấy bây giờ các nhà hàng chay ở Mỹ họ vẫn ăn hành, ăn tỏi bình thường cô. Không phải, vì nhà hàng chay là họ phục vụ cho người ăn mặn với cháu. Dạ đúng rồi. Con Yến Cố cũng có ăn được. Người Tú thì là không chịu. Mày thay mày cố không ăn vô. Thôi để mai một xín đồ dễ luộc cho mày cố ăn đi. Bố được. Dạ. Quyền của quý thay quý cố. Dạ. Chào chị. Dạ em xin chụp với anh Tấn Hành được không? Dạ được, dạ được chị. Lo ngại quá. Dạ. Rồi nhờ cô chụp tấm hình nè. Dạ cô chụp tấm hình.
Rồi chụp chị ơi, vô đứng sát lê nè. Nhìn máy nè. Đừng xích vô đi chị. Rồi được đó, xích vô được đó. Cười lên đi chị. Đấy, ok rồi đó. Chị bye bye chị nha. Chưa? Đẹp rồi cô thấy rồi. Đi rồi chừng nào anh về lại. Dạ, cũng khi nào về là sẽ có show ca nhạc sẽ quảng cáo. Dạ. Dạ, hẹn gặp chị nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, bye bye chị. Chị được chứ, anh chưa được chứ. Đi cô ơi, đi cô ơi, mình đi mua đồ nè. Dạ, được rồi, chụp lại. Ú, chà, vô cái hàng này cũng thấy ngon quá. Đây, măng, ăn măng cô ơi. Măng, măng, măng đi xào ngon. Để xào cô... ngon nhưng mà đều vừa thôi, ăn nhức mỏi lắm. Thôi, con thích lắm, kè, nhức mỏi chiều. Con chiều nhức mỏi cô nè. Dạ. Quang Lê là mê ăn măng lắm quý vị ạ. Dạ, mình đi căng ngay căng trẻ thì. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chị khen em trẻ, thấy em ốm đi không? Thấy gọn hơn phải không? Cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị. Thôi mình về nấu chè, mình khỏi mua chè cô hả? Không, cũng được. Chè mình nấu đi. Không, mình nấu được. Dạ. Thôi được chào đứng mua nọ nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng. Cái món này là mình làm mà giống như sốt, cái gì cũng ngon cô. Đó rồi. Quang Lê Travel xin chào đại gia đình của Quang Lê. Hello cả nhà, bên cạnh Quang Lê là một anh bạn, Danko. Đây là một người anh sinh sống tại nơi đây. Và quý vị có đoán được là Quang Lê đang ở nước nào hay không? Chắc là không phải không? Bây giờ mình nhích qua đây nè, nhích qua đây. Đây. Tan tan ta tan. Một cái biểu tượng đằng sau là quý vị biết là trong giới nghệ sĩ như Quang Lê là nhìn là biết rồi. Gọi là nhà hát, con sò, opera house. Wow. Anh ở đây bao nhiêu năm rồi anh? À, chắc cũng là gần 20 năm rồi đó. Wow. Bây giờ là Quang Lê và anh Danko đang có mặt tại Sydney. Thì Quang Lê xin giới thiệu luôn là tháng 12 là chúng tôi sẽ có một chuyến du lịch 10 ngày 9 đêm cho hai thành phố của Úc Châu, đó là Sydney và Melbourne. Thì chắc chắn là quý vị sẽ đến để khám phá ở đây. Quý vị ơi, là tháng 12 này thì tour của Quang Lê đó là sẽ có là lịch trình là 10 ngày 9 đêm. Ngoài những cái phong cảnh, những cái khám phá, những cái kiến trúc cổ. Đúng rồi. Đó. Thì ở Úc là có một cái loại ẩm thực đó anh. Có hai món mà cho những tín đồ mà yêu thích về hải sản đấy. Wow. Là cái món bào ngư xanh của Úc. Wow. Bào ngư xanh của Úc. Bào ngư những nơi khác thì là bào ngư đen, nhưng mà của Úc là bào ngư xanh. Và thứ hai nữa đó là cái con tôm hùm đỏ của Úc. Western Australia lobster. Đấy. Những nơi khác là con tôm hùm xanh mình thấy nhiều rồi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đây là con tôm hùm đỏ. Trời ơi, nghe anh Danko nói mà tôi cảm thấy là tôi thiển cận và tôi rất là buồn. Tôi ăn được con bào ngư xanh mấy lần mà ngon thiệt. Còn cái con tôm đỏ mà anh nói là tôi chưa bao giờ ăn. Wow. Đây quý vị ơi, có nhiều cái quang cảnh cũng giống như tựa là khi mình đi châu Âu á. Đúng rồi. Cái nhà thờ đó giống như mấy nhà thờ cổ bên châu Âu đúng không? Cái nét đẹp của Sydney á, nó nằm ở cái góc độ là khi nào mình đi á thì là những cái kiến trúc cổ. Yeah. Giống như là mình đi ở bên Anh Quốc, mình đi Âu Châu. Và khi mà mình ra phía biển này nè, thì mình sẽ thấy được đó là nó mang cái dáng dấp thiên nhiên và hiện đại. Cho nên nó mixture với nhau, nó tạo nên một cái nét đẹp của Sydney mà không có nơi nào mà có được. Wow, hay quá. Kính thưa quý vị, và hôm nay là một cái ngày rất là đẹp luôn á. Bây giờ là quý vị nếu mà muốn mà tháng 12 này á, mà đi cùng với Quang Lê thì hãy đăng ký ngay bằng hotline trên màn hình. Số phone của cô Thảo hoặc là điện thoại cho Quang Lê Travel cũng có trên màn hình 714-299-6687. Và anh biết không, tháng 12 này á, là đặc biệt nữa, là có một cái đại nhạc hội rất là lớn tại thành phố Melbourne. Oh. Tại Crown Casino. Okay. Yeah, là khách đoàn của Quang Lê là ngoài qua đây là đi khám phá nè, đi tham quan những cái kiến trúc cổ kính nè, rồi còn được thưởng thức những cái món mà vừa rồi ông giới thiệu rồi là Quang Lê là hào hứng rồi. Còn cái món mà không thể nào bỏ qua nữa là cái món phở an. Phở an.
Và bây giờ khi mà quý vị đến tháng 12 thì thời tiết mùa xuân rất đẹp. Chương trình Úc Châu thì cái dịch vụ rất là gọi là xịn sò luôn á. Nhưng mà công ty Quang Lê Travel đã đưa ra một cái giá rất là nhẹ nhàng, gọi là giá ưu đãi đó. Đây anh ơi, ví dụ mà trong đoàn mà có một người mà 12 tuổi đi thì mình phải ưu đãi đúng không anh? Đúng rồi. Yeah, ok. Nếu mà trong gia đình quý vị mà đi du lịch mà có một trẻ em mà 12 tuổi trở xuống á, thì Quang Lê sẽ ưu đãi là giảm 500 đô la. Khi quý vị đi du lịch với Quang Lê Travel thì Quang Lê sẽ tặng quý vị cái bảo hiểm Travel. Để lỡ mà quý vị có ốm đau hay là bất cứ xảy ra cái gì trong cái chuyến đi thì có cái bảo hiểm y tế lo thì nó an tâm hơn. Nên là quý vị còn chần chờ gì nữa, hotline ở trên màn hình, hãy bàn với gia đình là năm nay có muốn đi mùa xuân châu Úc với Lê hay không, đúng không? Qua đây để mà cùng tham quan. Và khi mà đi với đoàn Quang Lê thì mỗi người mang một hành lý lớn 50 pound, một hành lý nhỏ 19 pound và một cái xách tay là đủ rồi. Đó, nếu mà hai vợ chồng thì mang nhân đôi lên thì cũng là nhiều đó. Đúng rồi. Yeah, một lần nữa cảm ơn quý vị và Quang Lê hẹn gặp lại quý vị tháng 10 tại Sydney và Melbourne ở nước Úc nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nấm ngon quá cô ha. Tươi ghê. Đi bị đột mua quá trời luôn. Con là thích là mua vậy đó. Còn trái mít thì cô phải cần được hồ cân không? Trái mít hồ ná lên hồ cân. Dạ. Em rắn được thôi. Để tùy hồ ưa mình. Chưa có sâu đâu. Đây hôm nay mua hai trái sầu riêng Thái Lan nè. Hy vọng là nó ngon nha. Ngon ha. Đây là một phao là 10 đồng thì trái sầu riêng này khoảng 30 đồng không chị? 3 phao không? 40 không? Mấy phao? 60, không sao, chuyện nhỏ như con thỏ. Sầu riêng tươi thì trái đó là 1,2 triệu thì chắc cũng giống như giá bên Việt Nam á chị. Đồng ý. Chị mê ăn sầu riêng tươi thôi. Đây quý vị nha. Trái này mấy phao, trái sầu riêng này mấy phao? Trái này là 4 phao. Ồ, quá ngon. Đây, hôm nay là Quang Lê đi chợ. Hiện tại là 339 đô phải không chị? Đúng rồi, 339 đô. Mọi người ơi là hôm nay Quang Lê đi chợ mua hơi nhiều nha. Cứ mua để trong nhà cho mọi người dùng chung á. 345 đô. Rồi cái bịch cam này là 10 đô nữa nè. Rồi. Rồi như vậy thì là sẽ lên đến là 355 đô rồi quý vị nha. 375 đô. Wow, đấy. A few minutes later. Hôm nay em đi chợ nhiều quá phải không chị? Nhiều quá phải không? Cái bữa này là một trái mấy đồng chị? 19. Ồ vậy cũng rẻ đó. Tới 7 trái lần đó. Dạ vâng. Dạ. Trời ơi, chút nữa làm sao mà bưng nổi đây trời, phải bỏ vô cái xe ra, bỏ lên từ từ. Bây giờ mình lấy chiếc xe mình bỏ mấy cái đồ này trước vô đúng không? Dạ. Ở trong đây có chiếc xe nào không ta? À, có chiếc xe nào cho mượn bỏ đồ trước tại nó quá là chật luôn. Thôi lấy xe đi được, bỏ nó lên. Không, có đây đi. Cô, có đây. Mình đi hai chiếc cô, hai chiếc xe. Đẩy hai chiếc xe ra. Dạ. Này. Giờ mình bỏ vô đây từ từ nè. Đó. Đây là chị Anita quý vị nha, người rất là làm việc thâm niên ở đây, ai cũng thương mến chị hết á. Người nổi tiếng mà. Hả? Chị Anita làm đây mấy chục năm rồi? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi ha? Wow. Chị Anita làm đây 15 năm rồi quý vị nha.
Hôm nay đi chợ mua quá nhiều luôn. Tình hình là đã lên 538 đô rồi quý vị nha. Ôi trời ơi, hôm nay đi chợ 14, 15 triệu rồi quý vị ạ. À. Rồi, tình hình là đã 550 đô hôm nay đi chợ rồi. Thực phẩm thôi quý vị nha. Món này món gì, trà hả? Khẩu trang. Chú làm đây lâu chưa? Trời ơi, 8 năm là thâm niên rồi đó. Dạ. Ca sĩ đập vỡ cái đàn tới đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Đây là một cái chợ rất là lớn nha mọi người. Lớn vô cùng lớn. Hồi nãy giờ là Quang Lê chỉ đi trong cái quầy rau quả và trái cây thôi, chưa đến quầy ẩm thực nha. Nếu mà đến quầy đó là càng nhiều nữa. Đây, mua trái mít bây giờ phải cân giùm nha quý vị. Đây, 20 32 bao. 32 bao. Ồ. Là trái mít này bao nhiêu tiền chú? Cái này là có chị Anita tích. Quá ra 32 pound. 32 pound. Cái mít 32 pound là bao nhiêu tiền chị ơi? Không biết thì muốn biết cái con cái mít này bán. 25 đồng. 25 đồng. Đây, cái mít này 25 đồng, quá rẻ nha mọi người. 25 pound là 12 kg mà có 25 đô. Đây, rất là to luôn quý vị nha. Nhưng mà con nghĩ cái này là ngon tại cái gai nè. Cái gai nở này ngon nè. Đây. Quý vị thấy ở Mỹ mà có trái mít đã không? Đây, bao nhiêu chị ơi? Để đây quay cái hình ảnh. Đây. Wow. Đây mọi người, hôm nay Quang Lê đi chợ 629 đô la là tương đương với là 15 triệu. Wow. Rồi, để con trả tiền nè. Trời ơi. Trong giỏ lúc nào cũng có trầm hương của Quang Lê hết trơn á. Đây. Đây. Thơm lắm. Lê hả? À. Lúc nào trong ví cũng có tiền Việt Nam nè. Tiền Việt Nam là khi nào đi Việt Nam xài. Bây giờ tiền đô ha. Rồi, 1, 2, 3 nè. Rồi lấy tiền lẻ này nhiều lắm nè. 1, 2, 3, 4, 5 là 400 nè. 1, 2, 3, 4, 5 là 500 nè. 600 nè, đó. 630 đi. Đây, 30 đô rồi, đây. Đủ nha. Rồi, cảm ơn chị. Năm nay cưới vợ. Đi cô ơi, đi. Nè, cô giữ cái hóa đơn kỷ niệm cô. Thì Hà Thanh Xuân xin được rất là vui để chia sẻ với quý vị một chuyến đi nữa cùng với lại Quang Lê Travel, đó là chuyến đi Nhật Hàn vào mùa thu quý vị. Nên là quý vị ơi, với mùa thu Nhật Hàn. Kính thưa quý vị, là một năm là hai mùa đắt giá nhất của Đại Hàn. Xuân và bây giờ là chỉ mới là tháng 4 thôi, nhưng mà vì Quang Lê biết là cái tour này rất hot và số lượng của tour cũng chỉ là đâu đó 50 mấy người thôi. Dạ. Nên là quý vị phải đặt ngay với hotline của Quang Lê là 714-299-6687 và hotline của cô Thảo thì là 714-749-7896. Khi mà quý vị gọi đến là quý vị sẽ nói là tôi muốn đi đâu. Nếu quý vị xem clip này thì quý vị sẽ nói là tôi muốn đi Nhật Hàn vào mùa thu. Mà quý vị xem clip trước thì quý vị sẽ nói là tôi muốn đi Đài Loan và Thái Lan thì quý vị. Và quý vị xem clip trước nữa thì quý vị sẽ đi Singapore và Hàn Quốc.
chỉ mong được gặp gỡ tất cả quý vị thật đông, với 50 chỗ thôi nha quý vị. Nên là mình nhanh tay đặt chỗ và cùng với Quang Lê Travel với tour du lịch Nhật Hàn vào mùa thu thưa quý vị. Quý vị nhớ nè, là ngày đi nè. Ngày đi là mình sẽ có lịch đây nè, Quang Lê đọc quý vị một lần nữa cái lịch trình nha. Ngày 24 tháng 10 năm 2024 là mình khởi hành từ Los Angeles, và đến ngày 5 tháng 11 là sẽ quay trở về từ Hàn, từ Quốc. Hàn Quốc sẽ trở về Mỹ. Và mọi payment thì quý vị có thể là Zelle nè, WeChat nè, Wire Transfer. Và một cái quan trọng nữa là quý vị có thể trả bằng thẻ credit card. Chỉ cần gọi Quang Lê và chụp hình cái thẻ mặt trước mặt sau, gửi riêng số điện thoại Quang Lê, đừng gửi lộn số khác nha. Và xin thưa quý vị là nếu quý vị trả bằng credit card thì chúng tôi sẽ charge thêm 3% service charge. Một lần nữa Hàn xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Ồ, cô có bao giờ đi chợ mà cô mua nhiều như hôm nay chưa? Chưa. Chưa. Có nhiều mà ít tiền thế, có nhiều tiền đi. Đi cô, hai cô cháu mình đi. Thôi chào cả chị. Rồi chào cả chị nha, chào chị Anita nha. Rồi con một chiếc, cô một chiếc mình đi nha cô. Hôm nay là đi chợ mua rất là nhiều trái cây. Và hôm nay không có mua cá thịt gì cả, mua hoàn toàn đồ chay nha mọi người. Đấy. Đây cô đây. Đi cô ơi. Hôm nay cô đi chợ vui không cô? Vui. Hôm nay cô đi chợ cô rất là vui nha mọi người. Hi. Đi cô ơi. Cô khoan đã, nắng, con lấy cái nón. Quang Lê mà đi ra nắng là Quang Lê phải đội nón, không là nám da mặt. Đấy. Khá lột bên đi thế ha. Dạ. Rồi cảm xúc hôm nay cô đi chợ sao, nói cho con nghe. Quá vui. Từ vì là nốt trả tiền cho cô không lo gì hết. Thì cô cũng nấu cho con ăn thôi mà. Nhưng mà cô mua ít tiền thì cô không dám mua đồ húng. Nên nốt rương cứ ứng chín nốt lại được cô khỏe. Rồi cảm ơn cô. Đây có cô phụ giúp con nấu ăn là con mừng lắm luôn á. Đấy hôm nay là mua sầu riêng nữa. Đây hôm nay đi chợ là hết 600 cái mít nặng có để con mừng cho. Mọi người ơi đây, hôm nay là đi một cái chợ rất là vui nha. Mấy cái đồ này nặng lắm, để Quang Lê phụ cô. Cam 10 kg. Nhiều lắm. Chuối nè quý vị ơi. Khế này là khế ông trai, khế chưa mà có trái là chị hai nó có chồng. Trèo lên cây khế mà rung trái bưởi. Mọi người ơi, nhà em có bưởi rồi. Đây, bưởi này là green pomelo, bưởi da xanh nha. Một trái này hình như là có 10 đồng cũng rẻ nha, 200 ngàn. Quang Lê không biết là trái này mà 200, 10 đồng, 11 đồng mà 250 ngàn tiền Việt Nam là mắc hay rẻ, quý vị comment nha. Mắc hay rẻ. Đây. Đây, nãy chuối này mấy cô? Nãy chuối này 30 ngàn, mắc hay rẻ comment. Đấy. Rồi, đi vô nha cô, đem vô. Còn cô sách... cháu chân này được rồi. Rồi, cô cháu mình đem đồ vô cô ơi. Thôi, để được rồi. Đây, nguyên một chiếc xe ô tô. Quan trọng là trái mít này Thanh Lê. Nè. Trái mít này 25 đô la là 600 ngàn tiền Việt Nam, mắc hay rẻ quý vị comment ở dưới nha, Lê không biết. Dạ, con không biết trái mít này bao nhiêu, thôi đi con, đi vô. Và một lần nữa cảm ơn quý vị trong câu chuyện ngày hôm nay với sư cô Diệu Trân. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại quý vị ở một clip khác, sẽ nấu ăn cùng với cô và sẽ nghe cô trì chú
thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ da. Phải có điều gì không cô? Cô thấy con tụng được không? Được. Đó, con cũng phải tụng kinh nữa. Ok, bye bye mọi người. Tụng kinh để thánh lọc cơ thể, thánh lọc cái tâm hồn mình cho trống sáng, cho hiền hòa. À, mà để cái dòng hạ của mình đó là thằng có cái ấm hương và của cái sự tình yêu thương của trong cái kính đó. Quý vị biết là người đầu tiên mà dạy cho Quang Lê một bài hát là sư cô. Lúc đó là Quang Lê là lúc đó con chắc 4 tuổi hả cô? Chừng nãy á mấy. Quang Lê và Như Quỳnh xin trân trọng kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Yeah, xin kính chào quý vị. Wow, quý vị ơi, ngày hôm nay là Quang Lê mời Như Quỳnh nói chuyện với quý vị để mà chia sẻ đến một chuyến hải trình 5 sao. Wow, 5 sao nha mọi người. Đố chị Như Quỳnh là chuyến và hải trình 5 sao này mình đi nước nào? Đoán thử. Đoán đi. Pháp. Trúng. Ý. Trúng luôn. Tây Ban Nha. Trúng luôn. Kính thưa quý vị, là chúng tôi sẽ có một chuyến hải trình từ 6 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 11 là 10 ngày 9 đêm. Thì kỳ này là trên chuyến du thuyền này là chuyến du thuyền 5 sao. Thì mùa thu năm ngoái qua đây cũng đã làm một chuyến hải trình rồi. Thì năm nay đến hạn lại lên. Tại vì chỉ biết là người Việt Nam mình rất là mê với châu Âu. Đúng rồi. Thì qua Pháp mua đồ, qua Ý xem đấu trường La Mã, xem cái cung điện của Đức Giáo Hoàng đó. Rome nữa. Đó. Rất là đẹp, rất là cổ kính luôn. Nên là tháng 11 năm nay mùa thu, mọi người nghĩ là mùa thu là sẽ lạnh nhưng mà không. Mùa thu là rất mát. Năm ngoái đoàn Quang Lê đi thì quý vị biết là mùa thu thì mọi người thậm chí không có quàng khăn nữa, cởi ra luôn. Quý vị có tưởng tượng là khi mà đoàn Quang Lê mà đi sang châu Âu là Quang Lê cho ăn cơm mà cơm Việt Nam chén nước mắm. Qua trời Âu mà ăn chén nước mắm với cá khô tộ canh chua, có ai gì giống em không? Để đi tìm tòi. Em phải đi trải nghiệm trước, chuẩn bị trước hay sao? Trải nghiệm trước và sẽ con thác trước. Một cái trọn gói du thuyền 10 ngày 9 đêm dưới 5.000. Dạ, mà du thuyền thì quý vị biết là có 3 hạng mục. Phòng inside là phòng không cửa sổ thì cái giá rẻ nhất. Cái giá đó thì rất là rẻ. Rồi sau đó là mình có một cái dạng phòng là ocean view, là có cửa sổ. Và có một cái phòng là phòng ban công, là quý vị mở toàn cái cửa ra, chạy ra ngắm biển như Titanic luôn. Đấy, thì mỗi cái hạng mục phòng như vậy thì còn mong gì nữa. Xin quý vị hãy gọi hotline ở dưới màn hình. Đó. Bây giờ có hai số quý vị có thể gọi. Bây giờ con lại đọc số cô Thảo. 714-749-7896. 714-749-7896. Hoặc quý vị có thể gọi cho Quang Lê Travel bằng số 714-299-6687 có lên trên màn hình. Và hy vọng là tháng 11 năm nay quý vị sẽ cùng với Quang Lê và Như Quỳnh cùng khám phá châu Âu. Khi mà quý vị gọi cho Quang Lê là Quang Lê đưa một cái bảng giá rõ ràng, đưa nhắn tin nguyên một cái chương trình. Và khi mà đi với Quang Lê là Quang Lê đưa một cái chương trình hàng ngày mà mình sẽ làm gì, có từng ngày và thời gian và khách sạn đầy đủ là mình sẽ làm gì, có trong một cái chương trình. Ok, bây giờ là Quang Lê cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Như Quỳnh. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào tháng 11 năm nay, ngày 16 cho đến ngày 16 tháng 11. Chuyến hải trình 5 sao châu Âu cho 3 nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Xin chào quý vị. Chào. Rồi cô dạy là ở Ý ấy, cà rạch ấy hả? Cô đã cô đánh phần sao? Cái chữ mà cái cây á là ở Ý ấy. Cờ. Ở Ý ấy, cờ ấy cây. Cờ. Rồi cô dạy con. Cờ ấy cây. Ý cà rạch. Ý cà rạch. Cái chữ đó là Ý dài mà nhưng mà. Xe, xe ở cà rạch ấy là cây. Ở cà rạch ấy nữa. Nhưng còn nghe sư cô dạy vậy đó. Rồi cô dạy cho con lên bài. Điều hiểu do lá chiều lời theo lá thu, có đàn chim bay vẫn vơ. Gì nữa cô? Cái khúc mà cơm đấy để là nốt hạt hay là vì nốt quay cái mặt vào trong vách ấy. Của chúa. À lúc đó con quay vô mặt chuồng ha. Đó, đó. Cơm đây, mẹ ơi hãy thời đi mẹ, đúng không? Những than ôi hoa than ôi phải đến cầu Phật để Phật cứu mẹ mình. Dạ. Cái bài Một Kiền Liên này á là điều hiểu do là hồi đó cô dạy con đúng không? Phải.
là cái bài này là khi mà mẹ mình bị cái hoàn cảnh đó là mình phải đến cầu Phật. Dạ. Để Phật á có thần thông, vậy là Đức Phật là có đầy đủ phước đức cho nên là ngài mới là cứu được mẹ mình ra khỏi cái tội lỗi của mẹ, để rồi á mẹ mình được sống sướng. Thì tất nhiên mình trở một kiên liên, trở thành con hiếu thảo. Dạ, một kiên liên là trong kinh Phật luôn đó. Với ngài là chứ là ngày lễ Vu Lan là ngày để mà tôn vinh ngài đó. À, là mẹ là mà cái tích ngày xưa là một kiên liên là mẹ một kiên liên ác đúng không? Không, mẹ một kiên liên là giống kiểu làm điều không đúng. À, chứ cho nên là thể gánh lấy cái điều không đúng của mình. Dạ. Thì mình phải hậu quả là không tốt. Cho nên là Phật mẹ ngài một kiên liên đi xuất gia, mẹ xin Phật cứu mẹ con vì ngài đủ thần thông mà đủ phước đức cho nên mẹ ra tay cứu mẹ được. Cho nên mẹ mẹ bỏ ác lắm lánh. Con nhớ cái này rồi, là trong cái bài hát mà cơm đây mẹ ơi hãy thời đi mẹ. Mà tại sao ông nhạc sĩ này không có sáng ra là mẹ ơi hãy ăn đi mẹ? Không, thời đó là mình người con là có hiểu mà. Dạ. Họ muốn tốn với người mẹ của mình là dạ. Ngài một kiên liên người xuất gia, ngài là đệ tử của Phật là người cổ cách mà. Dạ. Cho nên là ngài rất là tốn thơ mẹ, vì vậy là ngài mình nói chữ thời ở đây là sáng nhạc sĩ nói chữ thời là nói cái lòng của người con mà tốn kính người mẹ. Dạ. Cho nên là dùng chữ thời chứ không thể nói chữ ăn được. Chữ ăn là giống như người lớn mà nói người nhỏ ăn thì được, nhưng người nhỏ mà nói lấy người lớn ăn thì nói chữ thời để tỏ sự tôn kính của người nhỏ đối với người lớn. Vậy là khi mà ăn cơm là con sẽ là mời cô thời. Đúng. À. Hoặc là mời thầy thời, hoặc là mời mẹ thời. À. Nhưng mà mẹ vì thầy vì cô lên nói nốt ơi ăn đi. À. Đó. Còn cái người miền Bắc thì họ gọi là mời thầy sơi. À, sơi cũng được. Sơi là cũng là tốn kính đó. Dạ, sơi vì thời là bằng là tốn kính. Đó, là mỗi miền thì dùng mỗi từ khác nhau nhưng cũng đều tỏ lòng tốn kính với người trên. Cảm ơn cô. Bây giờ hôm nay là một ngày đi chợ với cô rất là vui. Và vui nhất là ai cũng nói là Quang Lê mặt mày gầy rồi có nhiều người nhận không ra là vì ốm đi á. Đó, đó. Mà có mấy fan còn nhắn comment là anh Lê mà ốm đi là em bỏ nghe nhạc Quang Lê luôn, nghe buồn á. Trời ơi, tôi hồi xưa tôi ốm, bây giờ tôi mập lên thì tôi ốm lại cái gì đâu mà bỏ nhạc. Tại vì khán giả kiểu mà quen cái hình ảnh mập của con á. Bây giờ ốm không chịu, để bỏ nghe con buồn ghê á. Nhưng mà thôi quý vị hãy cứ đi. Dạ, bye bye mọi người. Lấy ấn vào ổng tiêu tan. Dạ. Rồi, A Di Đà Phật, con cảm ơn cô bữa nay nha. Cô cháu mình đi nấu đồ chay nè. Bye bye mọi người. Xin chào đại gia đình của kênh Quang Lê Lifestyle và kênh Quang Lê Official cũng như là trung tâm Quang Lê Entertainment. Ngày hôm nay Quang Lê đang có mặt tại một nơi rất đặc biệt để nói lời cảm ơn đến một đơn vị. Đó là Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, bác sĩ Chim Quốc Thái là nhà tài trợ kim cương cho Hát Trên Quê Hương 4. Chúng ta cùng vào để mà gặp gỡ bác sĩ Chim Quốc Thái. Hello, anh xin chào em. Hôm nay anh có hẹn với bác sĩ Chim Quốc Thái. Hello, bác sĩ Thái. À, khỏe à. Dạ. Hello, cả nhà thân mến. Cả nhà, chào mọi người. Ngày hôm nay, Quang Lê có hẹn đến bác sĩ Chim Quốc Thái và Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ. Hôm nay, Quang Lê đến đây là để nói lời cảm ơn đến nhà tài trợ chính của chương trình. Vừa rồi, chương trình Hát Trên Quê Hương Xuân thì bác sĩ Chim Quốc Thái cũng đã support tài trợ cái gói tài trợ kim cương cao nhất cho chương trình. Và hôm nay có một chương trình rất đặc biệt, đó là Hát Trên Quê Hương 4. Thì Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ cũng như là bác sĩ Chim Quốc Thái cũng đã gật đầu tài trợ. Thì Quang Lê phải đến đây để cảm ơn bác sĩ và nói lời cảm ơn đến với bệnh viện. Thì em biết là anh là một người rất là nổi tiếng, ai cũng biết rồi, nổi tiếng lắm rồi. Bao nhiêu tờ báo viết về anh rồi. Thì nói chung lại là bác Thái đã làm đẹp cho rất nhiều người đẹp. Trong đó có là Hoa hậu có nè, Á hậu có nè, nghệ sĩ có luôn. Và đây thì Quang Lê biết là 9 tầng lầu, thì mỗi tầng lầu là một dịch vụ. Thì hôm nay là mình vào đây mình chia sẻ. Và hôm nay quý vị thấy đằng sau lưng là nhân viên tư vấn nè, bên kia nhân viên tư vấn, đây là những khách hàng nam nữ đều có. Thì nếu mà quý vị mà trong mùa Tết này mà có nhu cầu làm đẹp thì hãy chọn
Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ và sẽ được bác sĩ Thái chăm sóc. Chào cả nhà. Thì hôm nay rất là vinh hạnh được đón tiếp Quang Lê tại Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ. Và Thái luôn là cùng Quang Lê đồng hành về cái hát trên quê hương. Dạ. Cũng như lần năm trước và đúng năm rồi. Nay Quang Lê là một người luôn luôn sản xuất những cái chương trình rất là hay nói về quê hương. Và mỗi năm vậy thì luôn buổi khó khăn như giờ mà Quang Lê luôn luôn phải cố gắng để tạo điều kiện cho những cái thế hệ mới hát giữ lại cái lửa của quê hương, rất là trân trọng. Nên lúc mà Quang Lê vừa nói anh là lúc nào anh cũng ủng hộ hết và sẽ tài trợ cho chương trình của Quang Lê, và mong là mình sẽ đồng hành hoài. Cảm ơn. Yeah, cảm ơn bác Thái rất là nhiều. Wow, đây quá là đẹp luôn. Đứng kế bên đây là một cái máy mà ứng dụng rất là nhiều trong điều trị về sắc tố da. Kế bên đây đó là cái máy mà để ứng dụng trong điều trị sẹo cũng như là tiểu phẫu. Kế bên kia đó là một cái máy mà liên quan tới ứng dụng ánh sáng xanh cũng như ánh sáng đỏ trong điều trị mụn, giảm viêm. Đây là một cái máy rất là nổi tiếng mà gần như là gần đây nó là một cái trend của ứng dụng công nghệ siêu âm hay là MFU để tác động ở mô sâu dưới da nhằm nâng cơ với lại nâng mô trẻ hóa da. Đây là một công nghệ mới về ứng dụng trong điều trị đánh tan mỡ. Wow. Và nó áp dụng cái công nghệ đó là sóng siêu âm hồi tụ để nó nhằm đánh tan mỡ. Thay vì mình phải phẫu thuật thì mình sẽ sử dụng công nghệ là không phẫu thuật để mình nhằm đánh tan mỡ cho cái mặt mình. Dạ, kể cả cho bụng luôn. Tất cả. Quang Lê chia sẻ là không sai tí nào, 9 tầng lầu là mỗi tầng lầu là một khoa riêng làm đẹp cho nhu cầu đầy đủ lên quý vị hết á. Quý vị cứ đến đây, chỉ cần đến một dịch vụ này, một bệnh viện này thôi là quý vị sẽ có hoàn toàn những dịch vụ khác. Kính thưa quý vị, hôm nay là Quang Lê rất là hạnh phúc được bác sĩ Thái đưa đi tham quan một vòng mà Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ rồi. Quý vị biết là khi mà mình làm đẹp thì mình chọn nơi gọi là bệnh viện, thì nơi đó có đầy đủ thiết bị và cái sự an toàn nó rất là quan trọng. Vì là một cái bệnh viện chứ không phải họ dùng từ là thẩm mỹ là nhỏ nhưng bệnh viện là lớn. Thì hãy đến 331 Nguyễn Trãi tại quận 1 Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, rồi bác sĩ Thái sẽ lo hết cho quý vị. Và số hotline có trên màn hình, quý vị chỉ cần gọi và đặt lịch trước, vì Quang Lê biết là Tết đó, đông lắm. Đấy, thì quý vị muốn là mình có chỗ, muốn có spot thì phải hãy gọi ngay bây giờ và đặt lịch trước để mà bệnh viện có thể sắp xếp lịch trình cho quý vị. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Thái rất là nhiều nha. Em xin chúc anh sức khỏe. Chúc Quang Lê cho bà con nhà các khỏe. Và cảm ơn anh là nhà tài trợ chính cho chương trình Hát Trên Quê Quê. Cảm ơn anh vinh dự ạ. Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, biến ước mơ thành hiện thực.